Xin chào anh em. Hôm nay mình bán con Kia Kia K250. Tải trọng là 2 tấn 490. Đời 2019. Xe nó hết rất đẹp. Một chủ từ đầu nha anh em. Xe này chở tập quá nha, hàng rất là nhẹ. Lốp là lốp Maxxip, lốp gốm gai ngon, sexy đẹp, máy nổ rất im, lên càng ong nha, càng vàng ong vàng nha, vui mình chơi. Nói chung là anh em kiếm việc xem xe giờ các bạn, xe rất đẹp em, lốp quá đẹp luôn, lòng ong quá quá ok. Mọi chi tiết xin liên hệ Tấn Xe Ô Tô, xem xe ở ngã ba Phú Mới Bình Dương.